Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Ngày 27 tháng 1, tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và gặp mặt đại biểu nhân dân vùng dự án. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, Tràng Định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, một số sở ban ngành và hơn 200 người dân vùng dự án thuộc hai huyện Thạch An, Quảng Hòa. Với mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ để liên danh nhà đầu tư triển khai thi công dự án theo kế hoạch, cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được chia làm 4 giai đoạn: kiểm đếm, thu thập số liệu, lập dự toán, niêm yết công khai lấy ý kiến người dân, hoàn chỉnh phương án, dự toán, ban hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng. Kết thúc chiến dịch ngày 7 tháng 5, bàn giao được cơ bản mặt bằng. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, bàn giao 100% mặt bằng sạch, phấn đấu thông tuyến trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, cấp ủy, chính quyền các xã của hai huyện Thạch An, Quảng Hòa đều bày tỏ quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng do trực tiếp các đồng chí lãnh đạo đứng đầu địa phương là trưởng ban, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành lập hội đồng bồi thường, các tổ công tác bám sát địa bàn để kịp thời vận động, hỗ trợ và giải quyết những vướng mắc phát sinh. Người có uy tín tại vùng dự án cũng thể hiện niềm mong mỏi, sự ủng hộ, đồng thuận và cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ dự án vì lợi ích, vì sự phát triển chung. Đánh giá cao sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cấp thiết, liên quan trực tiếp và là một trong những yếu tố quyết định đến tiến độ triển khai dự án, cần phải tập trung ưu tiên, thực hiện thường xuyên, liên tục. Để thực hiện có hiệu quả chiến dịch đặc biệt này, thì không chỉ dừng lại ở quyết tâm chính trị mà còn phải thể hiện ở những hành động cụ thể. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chỉ bàn làm, không bàn lùi, vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, vướng ở cấp nào, cấp đó giải quyết. Đã nói là làm và đã cam kết là phải thực hiện hiệu quả. Đồng chí đề nghị cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cấp huyện, cấp xã, bí thư chi bộ và trưởng công an xã, trưởng xóm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo quy định nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, không để tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực chất, hiệu quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Với quan điểm triển khai chiến dịch là ý đảng, hợp lòng dân, người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sẽ thành công, là tiền đề quan trọng để thi công dự án theo kế hoạch. Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh và hai huyện Thạch An, Quảng Hòa đã ký cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án giai đoạn 1. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho hai tập thể, một cá nhân và một hộ gia đình có thành tích trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu vực khởi công dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh và liên danh nhà đầu tư tập đoàn Đèo Cả tặng 200 phần quà Tết cho các hộ gia đình, công dân tiêu biểu, người có uy tín các xã vùng dự án thuộc huyện Thạch An và Quảng Hòa. Ngày 26 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết, tặng quà tại huyện Hà Quảng. Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng 325 đôi giày cho các cháu học sinh trường mầm non thị trấn Xuân Hòa, giá trị từ khoảng 450 đến 600 nghìn đồng một đôi. Tặng quà cho trường tiểu học, trung học cơ sở Vị Quang, 120 đôi giày cho học sinh,
20 thùng sữa và 20 triệu đồng tiền mặt, tặng một máy lọc nước, 20 thùng sữa và 10 triệu đồng cho trường mầm non Vị Quang. Đây là những phần quà do tạp chí Môi trường Giao thông phối hợp cùng tạp chí Thử nghiệm Ngày Nay phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện vùng cao Tết ấm cho em, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sóc Hà. Chúc các đồng chí đón xuân vui vẻ, ấm cúng, thắm tình quân dân, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Trước đó, đoàn đã đến thăm chúc Tết tặng quà cho ông Nông Thế Cử, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng. Cá nhân đồng chí Bế Minh Đức tặng 10 suất quà, mỗi suất 800.000 đồng cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Nà Vạc, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. Sở Giao thông Vận tải tổ chức chương trình tặng quà Tết Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tặng quà cho cấp ủy, chính quyền và trao 62 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Quang, với tổng trị giá trên 62 triệu đồng. Kinh phí được huy động từ sự quyên góp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành giao thông vận tải và nguồn xã hội hóa khác. Đây là hoạt động được Sở tổ chức hàng năm, góp phần chia sẻ, động viên, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết. Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình vừa tổng kết chương trình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100 hộ dân trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng. Với nguồn kinh phí hỗ trợ 4,5 tỷ đồng từ Bộ Quốc phòng, quân khu 1, 100 hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại hai xã Tam Kim, Hoa Thám đã được làm mới, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ 45 triệu đồng trên một hộ. Sau gần 1 năm thực hiện, đến hết tháng 12 năm 2023, 41 hộ gia đình của xã Tam Kim và 59 hộ xã Hoa Thám đã hoàn thành việc sửa chữa làm mới nhà ở. Từ nguồn hỗ trợ trên giúp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ổn định cuộc sống, góp phần thoát nghèo bền vững. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh, nghiên cứu phát triển giống nấm linh chi đen thành sản phẩm hàng hóa có giá trị tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Sau 3 năm triển khai, đề tài đã hoàn thiện quy trình nuôi trồng giống nấm linh chi đen, xây dựng mô hình nuôi trồng nấm linh chi đen với quy mô 5.000 bịch tại huyện Bảo Lạc, sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ nấm linh chi đen, tổ chức tập huấn cho người dân địa phương. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá, cơ quan chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đề ra. Sản phẩm sản xuất thử nghiệm đạt yêu cầu. Các thành viên hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề tài cần bổ sung làm rõ thêm quy trình nuôi trồng giống nấm linh chi đen, kết quả xây dựng mô hình nấm linh chi đen. Kết quả, hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên được quy định tại các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định có liên quan. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống, tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, công tác đoàn, hội đội về kỹ năng ứng xử với mạng xã hội liên quan đến bạo lực học đường, giáo dục an toàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục với việc đảm bảo an toàn trường học do mình phụ trách. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2024, sửa quy định về kinh doanh thuốc lá là hai trong số những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 2 năm 2024. Bộ Công Thương ban hành thông tư số 37 quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024. Thông tư quy định, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng trứng gia cầm, trứng thương phẩm không có phôi năm 2024, gồm trứng gà, trứng vịt,
ngan và loại khác là 68.670. Hạn ngạch mặt hàng muối, mã số hàng hóa 2501 là 88.000 tấn. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 43 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 57, quy định một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. Theo đó, định kỳ 6 tháng, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, nhập khẩu thuốc lá phải gửi báo cáo về Bộ Công Thương về hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá trước ngày 10 tháng 1 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày 10 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm. Bộ Tài chính ban hành thông tư số 76 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo thông tư, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện điều tiết ngân sách trung ương hưởng 100% đối với số thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN 2024, ATF 2024 tại Lào, tối qua tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ trao giải thưởng du lịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm 2024, trong đó Việt Nam vinh dự có 25 đơn vị được nhận giải. Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các địa phương, đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN. Tại lễ trao giải năm nay, Việt Nam có 25 đơn vị đoạt giải ở 6 hạng mục. Bằng việc làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái, du lịch tôn giáo, du lịch chữa bệnh, ngành du lịch không chỉ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người dân mà còn làm tăng giá trị các sản phẩm cũng như cung cấp cho du khách nhiều lựa chọn. Ngoài ra, đây không chỉ là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các tổ chức du lịch địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch mà còn góp phần quảng bá thương hiệu du lịch của mỗi quốc gia. Trong những ngày Tết Nguyên đán, thời tiết ở Bắc Bộ khá mát mẻ, miền Trung có khả năng xuất hiện mưa, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có nắng nóng, Nam Bộ khả năng xuất hiện chiều cường. Nhận định về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 dương lịch, thời tiết miền Bắc có nền nhiệt độ cao hơn hiện nay, trời hửng nắng, nhiệt độ lên tới 24 đến 25 độ. Đến ngày 12 tháng 2 có đợt không khí lạnh ảnh hưởng, tuy nhiên không quá mạnh. Giai đoạn Tết, thời tiết miền Bắc sẽ mát hơn so với từ 19 đến 26 tháng Chạp, không khí khá dễ chịu. Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết ở khu vực Trung Trung Bộ khả năng có mưa, đặc biệt tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ phổ biến không mưa và ngày nắng, một số nơi có nắng nóng. Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện chiều cường trong những ngày Tết. Chuyển sang tin quốc tế, Bộ Y tế Campuchia đã xác nhận trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người đầu tiên tại nước này. Đây là trường hợp đầu tiên mắc cúm gia cầm ở người trong năm nay tại quốc gia Đông Nam Á này. Bệnh nhân là một cậu bé 3 tuổi ở tỉnh Preven, vùng Đông Nam Campuchia. Viện Y tế Quốc gia và Viện Pasteur ở Campuchia xác nhận mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1. Hiện bệnh nhân được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Bộ Y tế Campuchia cho biết đội chuyên gia về sức khỏe đang điều tra nguồn lây nhiễm, kiểm tra các trường hợp nghi ngờ và những người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm bùng phát trong cộng đồng. Bộ Y tế Campuchia cũng đã cấp phát thuốc chống cúm Tamiflu cho những người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.